chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng mà không phải sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật Cookin cho 1 tuổi, mà mãi đồng hành cùng với Talent TikTok nha. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ làm bánh mì hấp. Mình có thịt băm, cà rốt cắt nhỏ và hành tây cắt hạt lựu, ướp chung với gia vị và để thấm 15 phút nha. Bên cạnh đó thì mình sẽ đi rang đậu phộng. Lâu rồi mới ngửi lại được cái mùi đậu phộng này á mọi người. Thơm lừng luôn. Sau 15 phút thì bây giờ mình xào hỗn hợp thịt băm nha. Khi vào Sài Gòn mình mới được ăn cái món bánh mì hấp này á. Mình thấy rất là ngon và lạ miệng luôn. Bánh mì mình sẽ cắt thành miếng như thế này. Xếp bánh mì lên cái sườn hấp. Mọi người có thể xịt một ít nước lên trên bề mặt của bánh mì nha. Còn mình thì sẽ hấp bánh mì trong 1 phút trước để bánh mì được mềm ra, sau đó thì mình cho nhân vào. Chưa gì mà mình đã muốn ăn rồi nè. Sau khi bỏ nhân lên thì mình cho một ít mỡ hành lên nữa nha. Bật bếp lên, đậy nắp lại và hấp trong vòng 5 phút nha. Bánh mì thì mềm ra nhưng bên trên thì rất là thơm luôn. Mời tất cả mọi người ăn trưa cùng với mình nha. Chuẩn bị thêm một chén nước mắm chua ngọt, có thêm cà rốt ngâm chua nữa, thêm một ít rau sống nữa nè. Mình sử dụng bánh mì cũ để làm món này thì rất là thơm nha. Đây cũng là một món không lãng phí bánh mì, đơn giản mà rất là ngon nữa. Những ngày mà chán cơm thèm phở mà chỉ có bánh mì thì nên làm món này nha. Nguồn gốc của cái món dân dã này á là những người dân nghèo ở Sài Gòn được cấp phép bánh mì, nhưng ăn bánh mì không thì khô và không ngon, nên người ta đã biến tấu hấp bánh mì và cho thịt lên, nên món này rất là nhiều người yêu thích luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Bye bye.